Xin chào tất cả các bạn, cảm ơn các bạn đã truy cập vào video của tôi. Và hôm nay tiếp tục với series review highlight các event deck và card trong set GFM, V-Buckle và Darkvisor. Thì chúng ta hãy cùng nó xem qua event deck của một rider tuy không phải là rider mà nhiều người yêu thích nhất, nhưng mà chắc chắn là một trong rider có thiết kế ngầu nhất trong phim. Vâng, các bạn, đó chính là deck của Kamen Rider Imperor. Ok, hãy cùng nhau bắt đầu bài review này nha. Big Bad Man. Và trước khi bắt đầu nhìn qua chi tiết của cái deck này, thì nếu bạn chưa xem qua bài review bộ CSM V-Buckle và Darkvisor cũng như là các video highlight khác, thì bạn có thể tìm thấy danh sách phát tổng hợp tất cả những video liên quan ở góc trên này nhé. Và với cái deck của Rider này, nó khá thú vị. Nó có nền là một màu nâu theo phong cách sơn nhám, khá là đẹp và sang trọng. Về họa tiết thì khá là thú vị. Giống như với deck của Kamen Rider Scissors, thì deck của Kamen Rider Imperor là một trong những rider hiếm hoi mà họa tiết ở trên deck là hoàn toàn là màu vàng, chứ không hề có chi tiết màu bạc ở các góc. Ngoài ra thì khá là thích biểu tượng con linh dương ở đây, trông nó giống như cái đầu lâu của con linh dương đúng không? Nhìn khá là điến, và nói chung là góc cạnh in nổi 3D của chiếc xe em làm thì khá là đỉnh và không còn gì để phàn nàn cả. Nói chung là mình cực kỳ thích cái biểu tượng này. Bây giờ hãy cùng xem qua âm thanh của cái deck này trong cái bell nha. Khá đáng tiếc là họ đã không thể nào mời diễn viên thủ vai nhân vật để quay về lồng tiếng cho cái bell này được. Xong thì thật là mà nói với cá nhân mình thì nhân vật này cũng không phải là xuất hiện quá nhiều, nên là có thể là cũng không quá cần thiết để mời mới về chăng. Cho dù cũng khá đáng tiếc, vì với mình thì đây là một nhân vật có cái kết nó cũng khá là đáng tiếc ở trong Ryuki, mà chưa là một nhân vật mà có câu chuyện cũng khá là thú vị đúng không nào. Thì do không hề có thoại nhân vật thì bạn chỉ có thể làm được vài điều cơ bản như là âm thanh tiếng mặt thời giấy gương, âm thanh hết thời gian, âm thanh thoát ra khỏi thời giấy gương. Tuy nhiên có một điểm khá là đặc biệt với cái deck này là thông thường với những cái rider mà không có thoại, khi mà ấn vào đây thì sẽ có âm thanh tan biến thông thường trong thời giấy gương. Xong riêng với Imperor thì sẽ có một âm thanh độc đáo, và âm thanh chiếc deck bị vỡ ra thành từng mảnh nhỏ một và tan biến dần dần, thì cái này là khá thú vị, tại vì nó rất là sát với cái kết của nhân vật trong phim, đúng không? Là khi cái deck bị vỡ ra do cú đá của Oja. Nói chung là mình rất là thích cái sự chú ý đến chi tiết này. Và nhưng mà khi bạn có thể có thể hủy biến hình khi mà rút deck ra. Về các lá bài của nhân vật này thì bạn sẽ có tổng cộng là 3 lá tất cả. Nói chung là khá là hiếm hoi, khá là ít đúng hơn. Nhưng mà có một điều rất thú vị là tuy lá bài rất là ít, song Imperor lại có một lá bài rất là độc quyền duy nhất mà chỉ có rider này có. Đó là lá Spin Van. Cho dù về lý thuyết thì nó cũng khá là giống Strike Van, nhưng mà có một cái tên mới nên khá là hay. Nói chung là một cái khoan trăng, cho dù trong phim thì không thể nó khoan bao giờ cả. Nó chỉ gọi là cầm để chọt những người khác thôi. Thế nên là tuy mang tên là Spin, tức là xoay, nhưng mà chưa mình nghĩ là họ mới dùng nó để xoay xoay hay là để khoan cái gì cả. Và lá Advent là có cái con Gigazel. Thì trong phim các bạn thấy là thực ra thì Kamen Rider Imperor có một đàn linh dương đi theo đúng không? Thế nên là mọi người sẽ tưởng là vì sao lá Advent lại chỉ có đúng một cái con này thôi. Thì theo mình hiểu, con mà Kamen Rider Imperor ấy, mà ký ra cả cùng ấy, là chỉ ký ra cả với một con thôi. Và con đấy sẽ là con đầu đàn của cả cái đàn linh dương đấy. Thế nên là về lý thuyết là tuy lá bài này chỉ thể hiện có một con quái vật, nhưng mà đây là cái con đầu đàn của cái đống Mirror Monster mà đi theo cái ông này, nên là về cơ bản là tuy chỉ có một nhưng mà lại là thằng chùm, nên là nó khá là hay, sức mạnh của hội anh em đúng không nè. Và cuối cùng là lá Final Van. Ok, bây giờ hãy cùng là xem qua âm thanh của các lá bài này khi mà dùng với chiếc Darkvisor nha.
âm thanh khá là dị theo ý kiến cá nhân của mình. Ok, vậy thì về cơ bản đó sẽ là cái highlight về Advent Deck và card của Kamen Rider Impera. Một rider mà mình vẫn nghĩ là tuy không quá ấn tượng về mặt hay không quá ảnh hưởng về mặt cốt truyện, nhưng mà thật sự là một rider mà thiết kế phải nói là ngầu nhất luôn trong series của Ryuki. Thật sự là mình rất thích cái thiết kế của rider này, và phải nói là cái bộ deck của rider này thì cũng khá là hay nữa, rất là thích cái thiết kế này và cái màu sắc thì khá là hay. Tuy số lượng thẻ thì không nhiều nhưng mà mình khá là thích cái lá Spin Van, một lá mà khá là thú vị mà chỉ riêng rider này có, thế nên là cũng nâng cao tính hay ho cho rider này chắc mình cũng không rõ lắm, nhưng mà biết về cơ bản nó sẽ là cái video highlight dành cho chiếc appendix này. Nhưng mà khi thấy hay thì đừng quên like và subscribe channel của mình nếu như bạn chưa làm điều đó, và mình sẽ gặp lại các bạn trong những video review tới nha. Bye bye.